Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với những tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vừa qua, Hoa Kỳ đã chính thức thông báo về quyết định bán cho Đài Loan tên lửa Harpoon, một trong những dòng tên lửa chống hạm mạnh nhất thế giới. Trong hợp đồng trị giá lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, dù thương vụ 1 tỷ đô này làm cho chỉ số sức mạnh của Đài Loan tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng nó cũng là một bước đi khiến cho Trung Quốc đại lục vừa tức giận vừa lo sợ. Tức giận vì sao? Vì biết rằng Đài Loan đang dựa vào Mỹ để tìm kiếm sự độc lập cho chính mình, nhưng họ cũng lo sợ vì Harpoon là thứ có khả năng bắn tới đất liền Trung Quốc mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Vậy điều gì đã làm nên sức mạnh của loại tên lửa được cho là bá đạo nhất hành tinh này? Mời các bạn hãy cùng Tin Mới mổ xẻ trong hành trình khám phá ngày hôm nay. Harpoon được biết đến là loại tên lửa chống hạm thành công nhất trên thế giới do kỹ sư McDonnell Douglas chế tạo cho Hải quân Mỹ vào những năm 1970, được triển khai lần đầu tiên vào năm 1977 với vai trò là hệ thống tên lửa chống hạm trong mọi điều kiện thời tiết. Harpoon sử dụng quỹ đạo bay lướt trên mặt biển ở tầm thấp với sự dẫn đường của radar chủ động. Các bạn lưu ý, loại tên lửa này được phát triển để trang bị cho nhiều nền tảng khác nhau. Đầu tiên là tên lửa không sử dụng nhiên liệu rắn AGM-84 Harpoon dành cho máy bay cánh cố định. Tiếp theo là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn RGM-84 Harpoon dành cho tàu chiến mặt nước. Đôi khi người ta cũng biên chế cho chúng các khẩu đội phòng thủ ven biển và UGM-84 Harpoon cũng sử dụng nhiên liệu rắn, nhưng được đóng gói trong một thùng chứa để có thể phóng chìm thông qua ống phóng ngư lôi. Đây là phiên bản dành cho tàu ngầm. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Cái thì được trang bị bộ phận đầy phụ bằng nhiên liệu rắn, cái thì không. Đó là vì khi phóng tên lửa từ trên không, động cơ đã được kích hoạt ngay sau khi tách khỏi máy bay rồi. Về cơ bản thì Harpoon có khối lượng lên đến 691 kg, bao gồm cả bộ tăng áp đường kính 34 cm. Nó có chiều dài 3,8 m đối với phiên bản phóng từ trên không và 4,6 m đối với tên lửa phóng từ mặt nước và tàu ngầm. Ngoài ra, tên lửa này còn được trang bị động cơ tua bin bị phản lực Teledyne Care Z402 đạt tầm phóng 124 km và tốc độ hành trình lên đến 864 km/h với đầu đạn nổ nặng 227 kg. Hỏa lực của sát thủ Harpoon có thể nhắm đến nhiều mục tiêu trên đất liền, trong đó có các vị trí phòng thủ ven biển, cơ sở tên lửa đất đối không, máy bay đang đậu trên mặt đất và thậm chí cả các cơ sở hạ tầng quan trọng. Còn trong các nhiệm vụ chống hạm thông thường, bao gồm cả nhiệm vụ ngoài khơi hoặc gần đất liền, thì hệ thống định vị toàn cầu GPS hoặc hệ thống định vị quán tính sẽ có vai trò dẫn đường cho Harpoon trong thời gian bay đến mục tiêu. Các giải pháp định hướng chính xác đã cho phép người sử dụng phân biệt giữa tàu mục tiêu với các hòn đảo và các tàu không phải là mục tiêu. Một trong những trận đánh ác liệt làm nên tên tuổi của dòng tên lửa đặc biệt này là chiến dịch Mopharit, tiếng Ba Tư nghĩa là ngọc trai. Đây là một trong những trận chiến không hải quân khốc liệt nhất sau Thế chiến thứ hai, diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 1980, khi Iran tiêu diệt 80% sức mạnh hải quân Iraq chỉ trong vòng một ngày với sự góp mặt của tên lửa Harpoon. Chiến dịch Ngọc Trai bắt đầu với cuộc tấn công nghi binh của các máy bay phản lực F-5 và F-4 của Iran vào căn cứ không quân Basa. Trong khi đội tàu tên lửa Roshan và Paykan tiếp tục bắn phá hai dàn khoan dầu của Iraq, cho đến khi hai tàu Osahai nặng 235 tấn của Iraq phóng tên là P-15 Temit ở tầm xa, thì các tàu Iran mới né rồi lập tức điều động đội tàu nhỏ trang bị tên lửa Harpoon vô cùng tin cậy để lao vào tham chiến. Rạng sáng ngày 29 tháng 11, loạt máy bay trực thăng AH-1G Cobra Bell 214 và CH-47C Chinook của Iran tấn công xuống khu vực giàn khoan bằng các tên lửa. Một máy bay tác chiến điện tử EC-130 bay trên đầu gây nhiễu bất kỳ tín hiệu báo động nào, trong khi các phi công trực thăng chiến đấu Sekobra trang bị kính nhìn đêm đang bắn phá giàn khoan với pháo 20mm, thì lính biệt kích Iran đổ bộ xuống từ trực thăng Chinook, tấn công giàn khoan bằng hỏa lực súng trường tấn công, giết chết hoặc bắt giữ toàn bộ lực lượng Iraq và chỉ chịu thương vong 12 người. Lực lượng biệt kích gài thuốc nổ khắp giàn khoan, sử dụng tên lửa vác vai tấn công hai máy bay phản lực, rồi tẩu thoát bằng 6 thủy phi cơ tấn công đổ bộ trong lúc giàn khoan Iraq nổ tan tành.
Lúc này, các tên lửa OSA của Hải quân Iraq và tàu phóng lôi P-6 dài 25m lao đến hiện trường. Ba tàu của Iran dù gần hết đạn nhưng chúng đã cố gắng hết sức sử dụng các giàn khoan dầu vừa bị phá để che chắn trước hàng loạt tên lửa của Iraq. Sau đó, mọi thứ trở nên rối ren khi các phi đội máy bay ném bom chiến đấu hai động cơ MiG-23BN và máy bay đánh chặn MiG-23MS của Iraq lao vào trận chiến cùng với chiến thắng hải quân Super Phalen do Pháp chế tạo được trang bị tên lửa X-Shape. Tàu Pecan tránh được một số quả tên lửa trước khi hứng đòn nặng khi một quả SN-2 Stick nặng 2.500kg nổ ngay bên cạnh. Dù vậy, khẩu pháo trên băng tàu vẫn hạ được một chiếc Su-22 bay qua trên đầu. Pecan bắn đến quả tên lửa Harpoon cuối cùng và đánh chìm một tàu chiến Iraq khác, rồi mới chìm vì trúng tên lửa từ trực thăng của đối phương. Cuối cùng, trận chiến này kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Iran. Hay là trong chiến dịch Trading Matches tháng 4 năm 1988, tên là Harpoon được Mỹ sử dụng để đánh chìm tàu khu trục nhỏ Sahan của Iran. Còn về phía Iran, họ cũng đáp trả Washington bằng một quả tên lửa cùng loại, hạ knock out tuần dương hạm tên lửa Wadri của Hải quân Hoa Kỳ. Và không dậm chân tại chỗ, tên lửa diệt hạm Harpoon trong gần nửa thế kỷ qua đã liên tục cải tiến để tăng tầm bắn, đặc biệt là phiên bản AGM-84H Slammer. Đây là một cải tiến sâu từ tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon để cạnh tranh với JAVS của Lockheed Martin, MBDA Storm Shadow và EADS Tarut Kep 350 của châu Âu. Tên lửa Dana Slammer có một thiết kế có phần siêu dị với đầu tên lửa với cơ mặt vát cùng hệ thống cánh bay ổn định. Chúng khác xa với các phiên bản AGM-84 truyền thống được trang bị một động cơ phản lực cực khỏe, nên dù nặng đến 635kg thì nó vẫn có thể cõng đầu đạn nặng 226kg đi xa 280km với tốc độ cận âm. Điều thú vị là loại tên lửa này có thể tiếp nhận dữ liệu về vị trí mục tiêu kể cả khi đã phóng thông qua hệ thống IFFT và kết nối video. Chỉ khi đến gần khu vực mục tiêu đã được đánh dấu thì Slammer mới kích hoạt cảm biến ảnh nhiệt và sử dụng thuật toán so sánh hình ảnh được cung cấp trước khi phóng với thực địa để xác định vị trí hợp lý chờ lệnh công kích. Chính lúc này, phi công có quyền thay đổi lệnh công kích nếu cảm thấy mục tiêu có phần không ổn, từ đó tránh đi các vụ tấn công nhằm vào đồng minh hoặc mục tiêu có sự xuất hiện của dân thường. Ngoài ra, thông tin mục tiêu cũng có thể gửi lại từ Slammer để chia sẻ cho các máy bay hoặc UAV khác, giúp tăng khả năng gây thiệt hại cho lực lượng đối phương. Nhờ được trang bị bộ đồ tìm kiếm hình ảnh nhiệt, hệ thống dẫn đường quán tính hiệu chỉnh theo dữ liệu Navstar, nên đã làm gia tăng khả năng tấn công chính xác của loại tên lửa này, đồng thời kết hợp với hệ thống xác định mục tiêu tự động ATA cho giai đoạn cuối chuyến bay, và nhờ thế tên lửa Slammer có độ chính xác cực cao. Loại tên lửa này có thể được phóng và điều khiển bởi nhiều loại máy bay, bao gồm FA-18 Hornet, FA-18 Super Hornet và P-3C Orion, cũng như F-15E Stryker Eagle của Không quân Mỹ. Nó có thể tấn công các mục tiêu di chuyển trong mọi thời tiết cả ngày lẫn đêm, và loại đầu đạn mà nó sử dụng là WDU-40B. Đây cũng chính là đầu đạn dùng cho tên lửa hành trình Tomahawk Block 3 phát triển tại Trung tâm Vũ khí Hải quân Mỹ. Đầu đạn WDU-40B sử dụng đầu xuyên Titan, giúp tăng khả năng xuyên và sau đó mới kích nổ, giúp tăng hiệu quả công phá và gây cháy. Trong kho của Hải quân Mỹ có khoảng 700 tên lửa AGM-84H Slammer. Bên cạnh Mỹ còn có các quốc gia đồng minh khác trang bị loại tên lửa này như Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Australia. Tuy nhiên, những tin tức về tên lửa Harpoon đang ngày càng trở nên nóng hổi khi vào cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt hai đợt bán hàng lớn khác cho Đài Loan, $436 triệu đối với hệ thống tên lửa cơ động cao và $1 tỷ đối với vũ khí phản ứng mở rộng tên lửa đất đối không AGM-84H Slammer và các thiết bị liên quan. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2017, thì Hoa Kỳ đã trang bị cho Đài Loan hơn $15 tỷ vũ khí, bao gồm các máy bay đánh chặn tiên tiến F-16V Piper, chứ không riêng gì phi vụ tỷ đô này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đài Loan sẽ có các hệ thống vũ khí tin cậy hiệu quả để răn đe và đối phó với chiến dịch tấn công đổ bộ từ Trung Quốc, cũng như khả năng Trung Quốc phong tỏa vùng ven biển.
Thậm chí quan chức Đài Loan Chang Shenping còn hồ hởi nói rằng thỏa thuận mới nhất giúp Honda đạt được mục tiêu phá hủy một nửa lực lượng tấn công đổ bộ của Trung Quốc tầm nhìn đến năm 2025, đồng thời giúp Đài Loan hoàn thành mạng lưới phòng thủ bằng tên lửa Harpoon, bao gồm khả năng phóng tên lửa tàu chiến, tàu ngầm, máy bay và từ đất liền. Trong tương lai, các hệ thống phóng tên lửa mà Đài Loan mua của Mỹ cũng có thể sẽ được dùng để phóng tên lửa Heshongfeng 2, một loại tên lửa chống hạm do Đài Loan tự sản xuất. Chính phủ Trung Quốc đương nhiên là sẽ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, bởi Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh ngoan cố trong cuộc nổi dậy và là một phần lãnh thổ có chủ quyền của họ. Do đó, gói viện trợ của Mỹ cho chính phủ Đài Loan là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Cả Đài Bắc và Bắc Kinh đều tuyên bố là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Trung Quốc. Nhưng vì Mỹ đã chính thức công nhận Bắc Kinh với tư cách đó từ năm 1978, chứ không phải Đài Bắc, nên viện trợ của họ cho Đài Loan được coi là vi phạm thỏa thuận đó. Để đáp trả 5 ngày sau tuyên bố của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế đối với các nhà thầu quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin, Raytheon và Boeing. Những công ty sản xuất tên lửa Harpoon và các tên lửa liên quan vì đã bán vũ khí cho Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Vân Bân khi đó nói rằng Mỹ nên ngừng bán vũ khí và chấm dứt quan hệ quân sự với Đài Loan để tránh làm tổn hại thêm quan hệ Mỹ-Trung. Thậm chí, Đàm Khắc Phi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn đe dọa chính quyền Đảng Dân Tiến Đài Loan thông đồng, cấu kết phục vụ cho các thế lực bên ngoài phản bội lợi ích quốc gia, thậm chí ảo tưởng dùng vũ lực để đo độc lập, sẽ chỉ đưa đồng bào Đài Loan vào vực thẳm của thảm họa. Chúng tôi cảnh báo mọi ý đồ và hành động nhằm chia rẽ đất nước, ngả vào lòng nước ngoài đều vô ích và chắc chắn sẽ thất bại. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết đánh bại mọi âm mưu ly khai Đài Loan độc lập và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Những lời nói này là một lời cảnh báo đanh thép đến từ Bắc Kinh. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đài Loan trước sức ép ngoại giao và quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc đại lục thì họ cũng phải tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây xích này mà thôi. Như vậy, sức mạnh của dòng tên lửa chống hạm Harpoon của Hoa Kỳ không chỉ làm thế giới phải khiếp sợ mà còn làm cho đất nước có nền kinh tế lớn nhất như thế giới là Trung Quốc cũng phải toát mồ hôi hột và tìm mọi cách để không phải đối đầu trực tiếp với loại tên lửa này dù là trong bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng liệu các bạn ở đây có ai tìm ra được những điểm hạn chế tên lửa Harpoon hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình xuống bên dưới để cùng bàn luận với mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất trên kênh Tin Mới. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.